Trời ơi, cứu tôi. Sao nãy giờ không làm, ngồi em ru vậy? Ủa, nãy giờ em làm đúng lời chị dặn mà. Nè, em ngoài máy, em ngồi im luôn á. Nãy giờ em vị xuyên mà cũng không dám đi vị xuyên luôn. Em ngồi như tượng vậy á. Rồi cuối cùng á, là em có biết mai không vậy? Không. Cái gì vậy bà nội? Vậy sao nãy á, em nói máy nào em cũng ngồi được. À, là ở dưới quê á, nhà ông Tám có mấy chiếc máy cài. Mỗi lần mà em đi mất luôn á, là em được ngồi ké hoài à, em ngồi nhuyễn lắm. Em ngồi im vậy nè. Trời đất ơi. Chị bó tay mày luôn rồi đó. Mười đẹp.